cậu. Xin chào Mỹ Nhiên. Tại đắp buồn cậu mà là rồi. Trong là có giấy tờ với bộ hành. Rồi nó cũng giống như hồi kia mà. Bộ hành này cũng là. Rồi. Bộ hai cái là dạ. Mấy hai cái. Ủa giống nhau hả anh? Ừ. Hai mà anh. Đừng làm em hoang mang nha anh Thương. Này là 988 không? Dạ. Ừ. Này là 8989 anh. 989 nó khác nhau. Nó gần giống nhau không? À dạ, thành nó. Một cái thân dụng 8 với là 9. Đây là mở nắp là mở nắp của cái nắp TCF 9758. Đâu hình như nó phải to hơn sao chứ anh? Chủ yếu là đây, cậu đây. Nhìn về kích thước đã từng là hoàn thiện ra tới tổng độ xạ là 114 rồi ha. Là 305. Đặt đặt cung cấp luôn anh Thương. Có nghĩa là mình sẽ đặt luôn cái ống này. Ngày ống xả ở đây. Thì mình sẽ đánh dấu để mình khoan những cái chứng trượt của nó. Thì nó đơn giản hơn. Ủa cái này là mình đặt sát cái tường. Đúng rồi, sát cái tường. Có nghĩa là mình khoan cứ đúng cái này là mình bắt cái đó là xong rồi. Là xong. Dễ rồi. Chứ còn cái công nghệ có khác không thôi. Công nghệ chắc cái thân lắp được anh. Công nghệ. À cái nắp này lùi lên trên đều. Đây là có một cái bát ở dưới chốt lại. Cứ làm rầm rầm vậy anh. Đó, đây là dính nè. Vô vô rồi. Đó mình phải cố chỉnh cho nó dính cố định. Vô cái chốt của nó. Sao giống như đang cứng vậy nè. Cứng chốt rồi. Chết cha clip về sao ta? Bây giờ cứ ngầm hoài luôn. Đâu có tắt đâu. Này vô chưa tắt luôn. À. Hướng dẫn lắp mà. Đó, chuyện em đó. Nghe, em nghe, nghe em một cái tiếng nó tạch lách lần nữa vô. Ủa sao thấy nó vẫn trong trên vậy đó? À, thì đâu xiết hang dít nè. Cái này nó bị trong trên là vì chưa xiết hang dít. Có
không vậy xem thấy nó kết nối vô đơn giản quá. Ôi vậy gì thì dễ không có chiếc này một. Dễ hơn nhiều. Vậy giống lắp đắp. Giờ là lắp hai cái bộ đinh nè đó. Giống cái đinh này là mình tự em. Hai cái đinh này là mình cố định vô để giữ cái nắp tại cái thân cầu. Ủa vậy sao có nhiều anh em không dám lắp? Hồi nãy giờ nhìn đâu dám em lắp. Cảm giác như đồ mất tiền mà mình lắp thì sao bể. Sợ tay. Sợ bể. Để nó mà. Chứ em thấy em với lại nhiều khi có tự nhiên nhà chủ nhà nói cái giá tiền là cái ta hết hồn. Đúng rồi. Lắp rồi họ cũng có nhiều tiền mà lỡ mình xảy ra sự cố gì cái đoạn nữa là họ sợ điện tử, nhiều khi điện đớm á, họ sợ họ cắm điện sợ nó bị cháy hay bị lỗi mà không đổi thừa. Nhưng mà thực ra là đâu có cắm sai được đâu. Đúng rồi, đâu cắm sai được đâu. Ủa anh, cái lỗ này là cũng lỗ khoan hồi nãy có sẵn rồi đúng không? Đúng rồi, nó sẽ trọng ra để bắt mấy cái chiếc đăng lên mọi. Em thấy cái này lắp đơn giản mà sao bữa em xem cái clip mà bên Toto mà nó hướng dẫn lắp cái cầu 900 á. Nhìn xong thấy tự đôi mắt cũng là. Nhìn ngồi tự thấy rủi lắm đó nha. Mày kết nối được không? Có. Cố gắng để ngoài ánh sáng nắng mặt trời vậy là nó bị ố anh. Ố gì? Ố màu nắp đó hả anh? Ừ, đúng rồi. Vậy giải quyết sao anh? Bị cũ là chứ sao vậy? Tại vì ở dưới xô linh cũng là bị. Chắc phải làm cái khăn nó bị nặng quá trộn lại. Xài được thì xài chứ ai chống đâu. Tiếp theo là gắn cái nắp. Đến năm 22. Nắp chén đồ. Xài á, xài tới năm tới luôn á. Năm 22 đúng không? Hai 20 11 tháng mấy 21 22 cho mới qua lại nó chưa có được, nó chưa cho phép. Quốc hội đề xuất chứ, còn cái tên bắt được bít phía dưới có. Rồi biết rồi. Dạ. Tiếp theo là lắp hai cái nắp kiếm vào rất là đơn giản, dính vào là dính luôn. Sau thì như thế anh thương lắp cái sao em thấy sao mọi thứ đơn giản là thôi. Lấy chịu rồi hả? Lắp xong rồi chịu rồi vô. Em cảm thấy như khi không khó.